Cứ ăn đi, cứ ăn đi, tôi tự chơi được. Em ngồi trên người anh mà em lại còn run nữa. Cứ yên chí đi. Thằng mít đánh thật thật con. HT Computer, cơ sở vui máy tính giá tốt nhất thị trường. Hỗ trợ trả góp không đồng với thủ tục cực kỳ nhanh gọn trong vòng 5 phút. Bảo hành 12 đến 36 tháng tùy vào các linh kiện. Đặc biệt, lỗi đổi cây mới trong thời gian bảo hành. Lắp đặt miễn phí bán kính 20 km, tặng ngay bàn phím, chuột, loa, đồng hồ LED, 30m dây mạng và tấm lăng chuột. Còn chần chừ gì nữa, liên hệ ngay hotline 0989 224 244 anh em nhé. Cái gì nhở, cái bạn vừa đấy bạn bảo gửi quà gì cho mình đấy. Gửi quà gì đấy, có thể cho tớ biết là quà gì trước được không? Gậy bia tự làm á, ui có à. Nghe đã đấy, tôi chưa có gậy đấy. Chưa có cái gậy nhưng mà có người anh em bốc mất của tôi rồi. Số 1 ngõ 237 Khương Trung bạn nhá. Thật luôn à? Ui, không có cái axit đâu luôn à? À được cái axit con Ahi. Thắng Hải Phòng đã rescan 50.000 đồng. S nón 5 mạng 300k anh yêu. Ok em Thắng ơi. Nope. À, sao lại không tới tầm nhở? Đùa. Yes sir, một mạng. nhầm. Chào em tình yêu, chào đi hết trong lòng. Anh có thể giải thích từ còn trong từ di còn. Ngày xưa anh gầy, ngày xưa ở trong lớp có một thằng biệt danh là còi rồi, thế là mình chuyển qua là thằng còn. Biệt danh từ hồi cấp 2 anh em ạ. Xưa tôi gầy ấy, cả cất chất 40 cân anh em. Con đường mạng cocky kìa. Không phải tự nhiên tôi pressing thằng top đâu anh em ạ. Thằng này nó sĩ vãi nha. Trận trước có đánh con A chắp dở ẹc ra. Vào nó kêu lại gì còm nữa hả. Cứ làm như hay lắm.
dấu tên đã rescan 5.000 đồng. 15 mang 1 tia 74 quang chi NS Lite LM. Cái gì cơ? 15 mạng 1 triệu á? Nói. Try me. Ui giời ơi. Sao mình cứ đùa khó chịu mình thế nhỏ mình ơi. Who's there? Ê! Ăn á, ăn thua luôn, cái tay tối om này. Ăn à. Ôi một con mắt là đừng có farm nữa. Trời ơi. À không, ăn rồng đi, ăn rồng đi. Bắt ron á. Ơ à, thằng ấy mất lại, mất rồi rồi ngon. Cầm TV. Kiểm soát lại. Ê, cắm một cái mắt sâu đúng không nhỉ? Nope. Oh my god. Lại không làm gì, vãi lìn không làm gì. Trời ơi, không làm gì. Thật là không làm gì không anh em? Tôi làm mà. I'm coming baby. Cứ ăn đi, tôi tự chơi được. Em ngồi trên người anh mà em lại còn run nữa. Cứ yên chí đi. Thằng mít đánh thấp thấp con. À, ok bạn. Để người khác nói thế thôi. Ông chưa hay đâu ông ạ. Cái là cả đời ông tôi không bet ở đấy thì chúng có ra Aron à.
Ông chả đứng ngay tôi quậy trí cho các ông ăn phi mà ông cứ loạn lên. Cái thằng Kasante này, cái lối đá rất là khó chịu nhá. Cái giọng điệu của nó. Vãi cả cứt, ôi vãi cả cứt. Thiếu ba mạng nữa, thôi đi về. Lắc mạng tôi lắc quá. Bắt tôi em không. Tiền của tao. Lắc quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video lần này. Nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ cho Zcom nhé.